chào tất cả các em. Hôm nay ta qua chuyên đề là tính giá trị biểu thức lượng giác bằng cách sử dụng công thức nhân đôi. Thì trước khi qua bài tập về phần này, ta có một số lưu ý nhỏ nhỏ về công thức nhân đôi. Trong công thức nhân đôi thì chắc chắn là em nào cũng biết là sin 2x bằng 2 lần sin x nhân với cos x. Cái này các em quen quá đúng không? Nhưng mà từ đây thì rút ra như sau này. Sin x nhân với cos x bằng 1 phần 2 sin 2x. Các em công nhận điều này chưa? Ở đây trong cái biểu thức, trong công thức nhân đôi này, chữ x em có đừng có coi như là chỉ là một chữ x, mà ta phải nghĩ đó là một cái biểu thức sin 2 lần cái biểu thức, tức là ta gấp đôi lên. Thì ví dụ như thế này, sin 2x nhân với cos 2x thì bằng 1 phần 2 sin mấy, gấp đôi lên, 2x gấp đôi lên là 4x. Rồi tương tự ta có là sin 4x nhân với cos 4x bằng 1 phần 2 sin 8x, ta gấp đôi lên. Cái chữ x trong cái phần đầu của em đây, ta phải hiểu nó là một cái biểu thức sin của hai lần cái biểu thức đó, hai lần cái 4x và 8x. Thì ví dụ thêm nhé, sin 3x nhân với cos 3x bằng 1 phần 2 sin, gấp đôi lên các em là 6x. Tương tự này, ví dụ như là sin x chia 2 nhân với cos x chia 2 thì bằng 1 phần 2 sin của x, gấp đôi lên. Thành thêm một cái cuối cùng, ví dụ sin x chia 4 nhân với cos x chia 4 bằng gấp đôi của cái x chia 4, đó là sin của pi chia 2. Rồi các em hiểu chưa? Và bây giờ để cho ví dụ, hay ta qua bài số 1 thôi. Bài số 1 ví dụ như là rút gọn. Ví dụ rút gọn biểu thức a bằng sin x nhân với cos x nhân với cos 2x nhân với cos 4x nhân với cos 8x. Rồi bây giờ các em xem ta sẽ rút gọn biểu thức nào. Sin x nhân với cos x ta bằng rút gọn bằng 1 phần 2 sin 2x. Đây là cos 2x. Rồi cos 4x. Cos 8x. Sin 2x nhân với cos 2x lại bằng 1 phần 2. Đây là sin 4x nhân với cos 4x, đây là cos 8x. 1 phần 2 nhân 1 phần 2 là 1 phần 4. Rồi sin 4 nhân với cos 4 lại bằng 1 phần 2 sin, gấp đôi lên là 8x. 1 phần 4 nhân với 1 phần 2 là 1 phần 8. Chỗ này sin 8 nhân cos 8 là 1 phần 2 sin 16x. Rồi ta thêm một bước rút gọn nữa, bằng 1 phần 16 sin 16. Rồi em hiểu chưa? Rồi bây giờ ta qua câu số 2. B bằng cos x nhân với cos x chia 2 nhân với cos x chia 4 nhân với cos x chia 8 nhân với sin pi chia 8. Thì các em nhìn kỹ lại cái câu 2. Thực ra thì câu 2 với câu 1 giống nhau, nhưng mà thầy ghi dưới cái dạng khác để cho các em cho nó vững cái công thức nhân đôi khi áp dụng. Trong cái biểu thức A thì thầy ghi từ nhỏ đến lớn như vậy, mà trong cái biểu thức B thì nó từ lớn đến nhỏ như vậy để cho nó giống câu A. Thực ra làm trực tiếp cũng được, nhưng mà nếu các em chưa quen thì thầy làm từ từ cho các em. Thì ghi lại, thì ghi thứ tự từ nhỏ đến lớn. Đầu tiên là sin pi chia 8 nhân với cos pi chia 8. Rồi tiếp tục là cos pi chia 4. Rồi cos pi chia 4, rồi tiếp tục là
cos x chia 2 tiếp tục là cos x. Rồi các em xem này. Sin bi chia 8 nhân với cos bi chia 8 bằng 1 phần 2 nhân với sin 2 lần cái này là bi chia 4. Cos x chia cho 2 nhân với cos x. Rồi tiếp tục các em xem này. Sin bi chia 4 nhân với cos bi chia 4 thì giữ nguyên 1 phần 2. Cái này bằng 1 phần 2 sin 2 lần bi chia 4 là bi chia 2. Rồi cos x chia cho 2 nhân với cos x. Rồi các em hiểu chưa? Đây là x. 1 phần 2 nhân với 1 phần 2 là 1 phần 4. Rồi sin x chia 2 nhân với cos x chia 2 bằng 1 phần 2 nhân với sin gấp đôi lên là x. Rồi các em hiểu chưa? Rồi tiếp tục bằng 1 phần 8 sin x nhân cos x thì bằng 1 phần 2 sin 2x. Cuối cùng ta rút gọn bằng 1 phần 16 sin của 2x. Rồi bây giờ ta hãy cho thêm một câu cuối cùng để ta hiểu kỹ về cái rút gọn biểu thức. Ví dụ như thế này. Câu C. C bằng cos x nhân với cos 2x nhân với cos 4x nhân với cos 8x. Các em nhìn lại cái câu C, ta so với câu A, thực ra thì nó giống. Các em nhìn kỹ là giống chưa, nó chỉ khác chút nào. Ở chỗ là câu A nó có sin x nhưng mà câu C thì không có sin x. Các em thấy chưa? Thực ra nó giống nhưng mà chỉ thiếu mỗi cái chữ sin x thôi. Như vậy thì để rút gọn được cái biểu thức C này, để xuất hiện sin x và để nó giống như câu A, thầy nhân tử và mẫu với sin x. Rồi các em thấy nó giống chưa? Rồi bây giờ ta lại lặp lại các bước làm trong câu A. Như vậy thì nhắc lại, nếu không có sin thì ta nhân tử mẫu với sin. Như vậy biểu thức này tự động nó cân bằng. Vậy thì làm lại cho các em nhớ này. Sin nhân cos thì bằng 1 phần 2 sin 2. Một phần sin x giữ nguyên, một phần hai sin 2x nhân với cos 2x lại bằng 1 phần 2 sin 4x. Rồi bằng 1 phần sin x ta hãy giữ nguyên, đây là 1 phần 4. Sin 4 nhân với cos 4 thì bằng 1 phần 2 sin 8x. Chỗ này là bằng cái này, em khó thấy chưa? Nhân với đây là cos 8x bằng 1 phần sin x. 1 phần 2 nhân với 1 phần 4 là 1 phần 8. Sin 8 nhân với cos 8 lại bằng 1 phần 2 sin 16x. Cuối cùng ta rút gọn, ở trên tử còn sin 16x, dưới mẫu là 16 nhân với sin x. Rồi ta xong. Tới đây thì ta mới rút ra một vấn đề như thế này. Để rút gọn một cái tích thì cái biểu thức bên trong đây nó phải xuất hiện cốt của những cái gấp đôi lên, hiểu không? X thì đây là 2x, đây là 4x, đây là 8x, nó phải gấp đôi lên. Nếu mà nó có sẵn hàm sin cốt thì rút gọn không vấn đề gì hết. Còn nếu không có sin thì ta nhân tử và mẫu với sin để ta rút gọn. Rồi bây giờ ta mới qua bài tập ngày hôm nay. Bài số 2. Bài số 2 là rút gọn. Câu số 1 A bằng sin bi chia 48 nhân với cos bi chia 48
nhân với cos bi chia 24, nhân với cos bi chia 12, nhân với cos bi chia 6, rồi bây giờ các em xem biểu thức này thì em nhìn kỹ lại nó giống như cái câu 1 của các em, câu 1 bài số 1 lúc đấy. Câu giống như câu 1 bài số 1. Thì ở đây coi như là sin x nhân với cos x nó có sẵn đủ hàm sin hàm cos rồi. Ta dùng công thức nhân đôi tại 1 phần 2 sin của hai lần biểu thức này. Đó là 2 lần pi chia 48 nhé. Các em lưu ý là 2 nhân với pi chia 48 thì bằng là pi chia 24 nhân với cos pi chia 24. Và thầy chi lại cái đề cos pi chia 12 nhân với cos pi chia 6, sin pi chia 24 nhân cos pi, pi chia 24 bằng 1 phần 2 sin pi chia 12, cos pi chia 12 nhân với cos pi chia 6, đây là 1 phần 4 sin pi chia 12, cos pi chia 12 bằng 1 phần 2 sin của 2 lần cái này là pi chia 6. 1 phần 8 sin pi chia 6, cos pi chia 6 là 1 phần 2 sin pi chia 3 bằng 1 phần 16 sin pi chia 3 là 1 phần 2. Như vậy kết quả là 1 phần 32. Rồi ta qua câu số 2. B bằng cos 36 độ nhân với cos 72 độ. Các em xem câu này. 36 gấp đôi lên là 72, vậy coi như xong rồi. Nhưng mà nó thiếu một cái sin 36 độ ở đây. Để ta cặp với cos 36 độ, nó ra một cái công thức nhân đôi. Rồi các em hiểu chưa? Như vậy để xuất hiện sin 36 ở trên tử thì thầy nhân tử và mẫu với sin 36 độ. Thầy giữ nguyên đây là sin 36 độ. Sin 36 nhân với cos 36 bằng 1 phần 2 nhân với sin, đây là 72 độ. Cos 72 độ, rồi các em hiểu chưa? Rồi bằng đây là 1 phần sin 36 độ. 1 phần 2 sin 72 nhân cos 72 thì bằng 1 phần 2 sin 144 độ. Rồi có em thắc mắc không? Rồi ta để ý kỹ này. 36 với 144 là hai góc bù nhau. Bù thì bù trừ của sin. Tức là sin 144 bằng sin 36. Tới đây ta được phép đơn giản thẳng. Kết quả là 1 phần 4. Nhưng mà để cho nó dễ nhìn thì làm thêm một bước nữa để các em thấy. Đây là 1 phần 4. 144 thì bằng 180 trừ đi 36. Rồi các em hiểu chưa? Đây là 1 phần 4 nhân với 1 phần sin 36 độ. Đây là cung bù đó. Bi trừ alpha bằng sin alpha. Kết quả là 1 phần 4. Rồi thì nhắc lại các em bài này. Thực ra ta có thể bỏ các bước này. Ta ghi thẳng 1 phần 4 cũng được. Sin 144 bằng sin 36 độ. Còn ở đây thầy phân tích rõ để các em thấy. Rồi bây giờ ta qua câu số 3. C bằng cos 20 độ, cos 40 độ, cos 80 độ. Rồi bây giờ các em xem. Trong biểu thức này là ba hàm cos nhân với nhau. Và nó có cái luật là góc sau gấp đôi góc trước. Như vậy ta áp dụng được công thức nhân đôi. Nhưng mà ta để ý muốn áp dụng công thức nhân đôi ta phải có cái sin 20 độ đi kèm.
hiện sin 20 độ trên tử thì ta hiểu ta nhân tử và mẫu với sin 20 độ. Em hiểu chưa? Đây là một phần sin 20 độ. Sin 20 nhân với cos 20 chỗ này bằng 1 phần 2 sin 40. Vậy thì ghi lại là cos 40. Sin 40 nhân cos 40 là bằng 1 phần 2 sin 80. Đây là cos 80. Thầy ghi lại đây là sin 20. 1 phần 4. Sin 80 nhân cos 80 thì bằng 1 phần 2 sin 160. Sin 160 thì nó chính là sin 20 đấy. Thầy ghi lại cho em. Đây là 1 phần 8 nhân với sin 20 độ. Kết quả cuối cùng là 1 phần 8. Ở đây thầy nhắc lại cho các em nhớ này. Cái sin 160 độ đó, ta tách ra là sin 180 độ trừ đi 20 độ, kết quả bằng sin 20 độ. Đó, thành ra ta được phép đơn giản. Thành ra từ đây thì ghi thẳng ở chỗ này. Và bây giờ ta qua câu số 4. Đây bằng cốt bi chia 15. Cốt 2 bi chia 15 nhân với cốt 4 bi chia 15 nhân với cốt 8 bi chia 15. Rồi bây giờ ta qua xem bài số 4 câu D này. Các em nhìn kỹ lại, thực ra thì nó cũng giống như câu C thôi, nhưng mà nó thêm, đây là bốn cái hàm cốt nhân với nhau, bốn cái cốt nhân với nhau, và nó có cái luật là góc sau bằng hai lần góc trước, em thấy chưa? Vì vậy ta vẫn dùng công thức nhân đôi để áp dụng, nhưng mà đây nó thiếu cái sin, thành ra là nhân tử và mẫu với sin 15 bi chia 15. Đây là cốt 2 bi chia 15 thì ghi lại cái này thôi. Rồi ta xem tiếp này. Đây là 1 chia cho sin bi chia 15. Sin bi chia 15 nhân cốt bi chia 15 bằng 1 phần 2 sin của 2 bi chia 15. Đây là cốt 2 bi chia 15. Cốt 4 bi chia 15. Đây là cốt 8 bi. Rồi có kem hiểu chưa? Rồi bây giờ ta cứ xử lý từ từ. 1 phần 2 thì giữ nguyên. Sin cái này nhân cốt cái này là bằng 1 phần 2 sin 4 bi chia 15. Đây là 1 phần 4. Sin 4 nhân với cos 4 thì bằng 1 phần 2 sin 8 bi chia 15. Đây là 1 phần 8. Sin 8 nhân cos 8 thì bằng 1 phần 2 nhân với sin của đây là 16 bi chia 15. Rồi kết quả các em xem này, đây là 1 phần 16. Đây là 1 phần sin. Cái góc 16 bi chia 15 thì nó lớn hơn 1 bi ấy. Thành ra hai góc cung này cung không phải là hai cung bù nhau. Tới đây cho nó để ta hiểu thì tách từ từ này. 16 phần 15 tách ra là 1 cộng với là 1 bi ấy. Bi cộng bi chia 15. Cung này là cung hơn kém nhau bi. Hơn kém nhau bi thì ta cô ta. Như vậy thì cái chỗ này này, đây là 1 phần sin bi chia 15. Chỗ này là trừ sin bi chia 15. Hai cung này, ở cung này gọi là cung hơn kém nhau bi. Ta rút gọn kết quả là trừ 1 phần 16.
5. E bằng cos của bi chia 65 nhân với cos 2bi chia 65 nhân với cos 4bi chia 65 cos 8bi chia 65 nhân với cos đây là 16bi chia 65. Cuối cùng là nhân với cos 32bi chia 65. Các em xem trong cái biểu thức câu ơ này nó có 6 hàm cos nhân với nhau. Và nó có cái luật là cái góc bên trong hàm cos đứng sau nó gấp đôi lần góc đứng trước, em thấy chưa? 1 rồi 2 4 8 16 32. Thì cách làm nó làm tương tự như bài vừa rồi. Các em nhân tử và mẫu với sin bi chia 65. Nhân tử là sin bi chia 65, người ta nhân mẫu với sin bi chia 65. Cốt đây là 2 cốt bi chia 65. Thầy ghi lại là cốt 2 bi chia 65. Cốt đây là 16 bi chia 65. Cốt 32 bi chia 65. Rồi em hiểu chưa? Chỗ này thì hạ xuống là một phần sin bi chia 65, không có gì hết. Chỗ này là một phần 2 sin 2bi chia 65 nhân với hạ xuống cái này là cos 2bi chia 65. Chỗ này thôi các em tự ghi ra. Thì ghi gạch tức là mình hạ xuống. Thì ghi nữa thì hết giờ mất. Đó, rồi tiếp tục. Bằng một phần là sin bi chia 65 nhân với chỗ này là 1 phần 2, đây là 1 phần 2 nhân với cos thì gặp nhân với sin 4bi chia 65. Các em thấy chưa? Sin 2bi chia 65 nhân cos, cái này là 1 phần 2 sin 4bi chia 65. Rồi để hạ xuống này, cos 4bi chia 65 nhân với cos 8bi chia 65, cốt 16 bi chia 65. Lời bằng 1 chia sin bi chia 65, đây là 1 phần 4. Rồi sin này nhân với cốt này là bằng 1 phần 2 nhân với sin 8 bi chia 65 nhân với cốt 8 bi chia 65. Rồi các em hiểu cái luật chưa? Rồi kết quả bằng để giữ nguyên đây là 1 phần sin bi chia 65. Đây là 1 phần 8. Hai cái số này là 1 phần 8. Rồi nhân với sin cái này nhân cos cái này bằng 1 phần 2 sin 16 bi chia 65. Các em hiểu chưa? Đây, hai cái này nhân với nhau hóa ra cái biểu thức này. Thầy hạ sự dư xuống 16 bi chia 65. Đây là 1 phần sin bi chia 65. Đây là 1 phần 16. Sin bi chia 16, đây hai cái này nhân với nhau nha, là bằng 1 phần 2 sin 32 bi chia 65 nhân với cos 32 bi chia 65. Rồi tới đây là gần xong rồi. Kết quả là 1 phần 32 nhân với 1 phần sin bi chia 65. Rồi chỗ này sin với cos này nó bằng 1 phần 2 nhân với sin của 64 bi chia 65. Tới đây thì ghi trận cho các em thấy này. Đây là 1 phần 64 nhân với 1 phần sin bi chia 65. Còn cái sin của 64 bi chia 65 đó, thực chất nó là sin của bi trừ đi bi chia 65.
thấy chưa? Mà đây là 1/64. Đây là 1/ sin bi chia 65. Đây là sin của bi chia 65. Kết quả là 1/64. Rồi ta qua câu số 6. F bằng cos bi chia 7 nhân với cos 4bi chia 7 nhân với cos 5bi chia 7. Rồi bây giờ các em thầy mời các em tập trung câu số 6. Bắt đầu câu số 6 này thì nó đồng nâng cao dần dần. Bây giờ ta xem cái quy luật. Đây là bi. Nhưng mà nếu bất đôi lên phải là 2bi chia 7 chứ phải 4bi chia 7. Như vậy ba cái góc này nó không có dính thì với nhau hết. Như vậy thì mà để nó muốn dính thì ta phải xử lý những chỗ này. Tức là cái luật của em là hàm cốt góc sau gấp đôi là góc trước. Tức là cốt pi chia 7 thì phải tương ứng là cốt 2pi chia 7 rồi 4pi chia 7. Bây giờ ta mới xem cốt 5pi chia 7 bằng cái gì này. Ta xử lý cái chỗ này. Cốt 5pi chia 7 bằng cốt của góc 5pi chia 7 ta lấy pi đi. 5pi chia 7 nó bằng pi trừ đi 2pi chia 7, em có thể không? Cung này là cung bù. Thành ra nó bằng trừ cốt 2pi chia 7. Các em hiểu vấn đề chỗ này chưa? Nhờ thấy đây ta nhìn thấy cốt 5pi chia 7 bằng trừ cốt pi 2pi chia 7, ta đi gắn vô cái hàm F chỗ này. Lúc này nó bằng trừ cốt pi chia 7 cốt 2pi chia 7 nhân với cốt 4pi chia 7. Tới đây các em lưu ý là nó không có hàm sin, thành ra thầy nhân tử và mẫu với sin pi chia 7. Rồi ta ghi là sin pi chia 7 nhân với cos pi chia 7 nhân với cos 2pi chia 7 rồi cuối cùng nhân với cos. Sin pi chia 7 nhân cos pi chia 7 thì bằng 1/2 sin của 2pi chia 7. Thầy ghi là đây là cos của 2pi chia 7. Đó. Rồi ghi lại đề thôi. Sin pi chia 7. Sin 2pi chia 7 nhân cos cái này bằng 1/2 sin 4pi chia 7. Thầy ghi lại đây là trừ 1/ sin pi chia 7. Đây là 1/4. Sin 4 nhân với cos 4 chỗ này là bằng 1/2 sin 8pi chia 7. Các em công nhận chưa? Rồi kết quả này bằng trừ 1/8 nhân với 1 sin pi chia 7. Cái góc 8pi chia 7 nó vượt quá pi. Thành ra thầy lấy cái mốc là tách ra là pi cộng với pi chia 7. Cung này là cung hơn kém nhau pi, hơn kém nhau pi thì tan cô tan. Như vậy đây là trừ 1/8 này. Đây là 1/ sin pi chia 7. Đây là trừ sin pi chia 7. Kết quả là bằng cộng 1/8. Ký dấu trừ là mất. Người ta qua câu số 7. G bằng sin 10 độ nhân với sin 50 độ nhân với sin 70 độ. Rồi bây giờ các em xem ta rút gọn là biểu thức này được hay không. Biểu thức này là tích 3 hàm 3 cái sin nhân với nhau. Như vậy thì nếu mà dùng công thức nhân đôi ta không thể giải quyết được. Các em hiểu chưa? Vì vậy ta phải tìm cách đưa về hàm cốt. Thì ta nhớ, em nhớ để cùng phụ nhau nó phụ chéo. Vậy thì sin 70 nó bằng cốt 20
Công nhận điều này chưa? Sin 50 bằng cos 40. Sin 10 bằng cos 80. Góc 80 nó phụ với góc 10. Rồi tới đây ta ghi lại thứ tự. Theo thứ tự các hàm cos nhân với nhau. Thứ tự từ nhỏ đến lớn cho nó dễ. Cos 20 độ nhân với cos 40 độ. Rồi nhân với cos 80 độ. Muốn dùng công thức nhân đôi ta phải có cái hàm sin tương ứng. Như vậy ta nhân tử và mẫu với sin 20 độ. Thì ta ghi lại đây là sin 20 nhân với cos 20. Rồi cos 40. Tiếp theo là cos 80. Đây là một phần sin 20. Sin 20 nhân cos 20 bằng 1 phần 2 sin 40. Đây là cos 40 nhân với đây là cos 80. Sin 40 nhân cos 40 bằng 1 phần 2 sin 80 nha. Thì ghi lại chỗ này cos 80 rồi. 1 phần sin 20 độ nhân với 1 phần 4. Sin 80 nhân cos 80 bằng 1 phần 2 nhân với sin 160. Rồi thầy ghi lại này, 1 phần 8. 1 phần sin 20 độ. Đây là sin 20 độ. Sin 160 bằng sin 20 đơn giản ra kết quả là 1 phần 8. Rồi ta qua câu số 8. H bằng sin 6 độ nhân với sin 42 độ nhân với sin 66 độ nhân với sin 78 độ. Rồi bây giờ các em ta xem này. Đây là tích 4 cái sin nhân với nhau. Muốn dùng công thức nhân đôi và để rút gọn ta phải đưa hết về hàm cos. Các em hiểu chưa? Cái góc 78 độ nó phụ với góc 12 độ. Thành ra sin 78 ta ghi lại là cos 12 độ. Có em thắc mắc không? Cái góc 66 độ nó phụ với góc 24 độ. Như vậy sin 66 bằng cos 24 độ. Tương tự này, cái góc 42 độ nó phụ với góc 48 độ, okay. Vậy thì sin 42 bằng cos của 48 độ. Có em là thắc mắc không? Cos 48 độ thì ghi lại chỗ này là cos 48 độ. Rồi sin 60 độ, sin 6 độ thì nó phụ với góc là 84 độ. 84 độ nhưng mà nó chả dính thì những góc này, thành ra thầy giữ nguyên cái sin 6 độ. Rồi các em mà thắc mắc không? Rồi bây giờ thầy ghi lại này. Thầy ghi lại là cos 12 độ nhân với cos 24 độ, gấp đôi lên cos 48. Sin 6 độ thì thầy giữ nguyên. Vì nếu mà tách tiếp thì nó ra là góc 84 độ. 84 thì nó cũng chả dính như thế này nè. Thành thế để đi. Như vậy thì cái sin 6 độ ta coi như ta không quan tâm tới. Em hiểu chưa? Thầy giữ nguyên đây là sin 6 độ. Muốn có cái công thức nhân đôi của cái cos 12 ta phải có cái sin 12 độ. Ở sin 12 độ thì ta phải có cái mẫu là sin 12 độ. Chỗ này sin 12 thì ghi lại là cos 12 độ. Rồi cos 24 độ. Cos 48 độ. Rồi ta giữ nguyên. Thôi chỗ này ta rút gọn đi nhé. Chỗ này ta rút gọn đi, cái biểu thức này.
Đây là sin 6 độ, thầy giữ nguyên. Sin 12 đấy, thì nó tách là 2 lần sin 6 độ nhân với cos 6 độ. Để các em đơn giản cái tử và cái mẫu cho sin 6 độ. Như vậy thì mẫu số nó còn 2 nhân với cos 6 độ. Bây giờ ta xử lý chỗ này, sin 12 nhân cos 12 bằng 1 phần 2 nhân với sin 24. Rồi 1 phần 2, cái 1 phần 2 nó đẩy ra ngoài là 1 phần 4. Đây 1 phần cốt 6 độ. Sin 24 nhân với cốt 24 thì bằng 1 phần 2 sin 48 độ. Rồi ta dừng lại. Các em hiểu cái này chưa? Rồi ta ghi tiếp này, 1 phần 4, 1 phần 2 là 1 phần 8 nhân với 1 phần cốt 6 độ. Sin 48 nhân với cos 48 bằng 1 phần 2 nhân với sin 48 nhân với 2 là 96. Kết quả là 1 phần 6 thì là 1 phần 16. Đây là 1 chia cos 6 độ. Sin 96, 96 nó vượt quá 90 độ, thành ra thì tách ra là sin 90 cộng với 6 độ. Cung này là cung hơn kém nhau bi chia 2. Ta có câu nói là nửa bi sin cos chéo trừ. Thành ra sin 90 cộng 6 thì chính là cos của 6 độ. Thầy ghi lại 1 phần cos 6 độ. Đây là 1 phần 16. Kết quả bằng 1 phần 16. Rồi ra qua câu số 9. Y bằng sin bi chia 18 nhân với sin 5y chia cho 18 nhân với sin 7y chia 18. Rồi bây giờ theo xem cái biểu thức số 9 này là năm cái hàm ba cái hàm sin nhân với nhau chứ không phải ba hàm cos. Và cái điều thứ hai là những góc này nó chả dính gì với nhau cả, nó không có cái luật. Thành ra tới đây ta phải đưa về hàm cos. Mà muốn đưa về hàm cos thì ta đơn giản nhất ta dùng cung phụ. Các em xem cái tạch này, bi chia 18 thì bằng là đây là 1/2 trừ đi 1/18 nó bằng là bi chia 2 trừ đi bi chia 4 bi chia 4 8 bi chia cho 8 bi chia 18. Thành lấy bi chia 2 trừ đi bi chia 18 là cái này, thành ra bi chia 2 trừ 8 bi chia 18 bằng bi chia 18. Các em có hiểu không? Lời tiếp tục, đây là chỉ là cái tách số chứ không là cái gì hết. Tiếp theo này, đây là 5, đây là sin của bi chia 2 trừ đi 4 bi chia 18. Vậy các em hiểu cái này chưa? Cuối cùng ta có đây là sin bi chia cho 2 trừ đi bao nhiêu? Đây là 7. Đây là bi chia 9 là 2 bi đấy, 2 bi chia 18. Từ đây ta mới đưa về hàm cos kìa. Sin bi chia 2 trừ alpha bằng cos alpha. Cos 8 bi chia 18 thì là cos 4 bi chia 9. Đây là cos của 2 bi chia 9. Cuối cùng đây là cos của bi chia 9. Có em nào thắc mắc không? Từ đây em thấy rằng vậy thì ba cái hàm cos này nó có cái luật rồi đấy. Bây giờ phải xếp thứ tự lại đi. Cos bi chia 9, cos 2 bi chia 9 rồi nhân với đây là cos 4 bi chia 9. Ở đây ta phải có cái tương ứng là sin bi chia 9. Và muốn có như vậy ta nhân tử và mẫu với sin bi chia 9. Có em nào thắc mắc không? Rồi bây giờ ta dùng công thức thì đôi ta xử lý chỗ này.
sin nhân cốt đây là 1 phần 2 sin 2 pi chia 9. Rồi tiếp tục ta có đây là 1 phần thì ghi lại đề. Sin cái này nhân cốt cái này là 1 phần 2, đây là 1 phần 4 sin 4 pi chia 9. Rồi. Sin 4 pi nhân với cos 4 pi chia 9 thì bằng 1 phần 2, đây là 1 phần 8 sin pi chia 9. Đây là sin của 8 pi chia 9 nhé. Rồi bây giờ ta để ý hai góc là như thế nào. Hai góc này cộng lại là bằng 1 pi đó. Nhưng mà thôi thầy ghi chậm này để cho các em hiểu kỹ. Tới đây ta được phép, nếu các em là vướng lý thuyết rồi ta có thể làm tắt chỗ này. 8 pi chia 9 ta tách ra là pi trừ pi chia 9. Đây là 1 phần 8. Đây là 1 phần sin pi chia 9. Nhân với đây là sin pi chia 9. Cuối cùng kết quả ra là 1 phần 8. Rồi ta qua câu số 10. K bằng sin pi chia 18 nhân với sin 3 pi chia 18 nhân với sin 5 pi chia 18 nhân với sin 7 pi chia 18 nhân với sin 9 pi chia 18. Ở đây em đọc đề xong em thấy nó có cái quy luật, nó toàn số lẻ có 1, 3, 5, 7, 9. Bây giờ ta xem ta rút gọn như thế nào. Các biểu thức này đều là hàm sin hết và nó không có cái luật là biểu thức sau gấp đôi biểu thức đầu. Thành ra tới đây ta phải xử lý chỗ này. Bây giờ các em xem đọc đề xong em thấy đây là cái góc đặc biệt này em. Đây này. Như vậy thì ghi lại đây là sin 3 pi chia 18 là pi chia 6, em có hiểu không? 9 pi chia 18 chính là pi chia 2, đơn giản đi. Như vậy còn lại, ta còn lại này là sin pi chia 18 nhân với sin 5 pi chia 18 nhân với sin, đây là 7 pi chia 18. Sin pi chia 6 là 1 phần 2. Sin pi chia 2 là 1, khỏi ghi. Bây giờ tới đây ta phải đổi về hàm cốt. Mà muốn về hàm cốt thì ta dùng cung phụ. Bây giờ các em xem này. Sin pi chia 18 nó là, thầy lấy pi chia 2 đi. Pi chia 2 trừ đi pi chia 18 là trừ 1 phần 18 thì là bằng là, đây là 4 pi chia 9 này. Pi chia 2 trừ đi 4 pi chia 9 là pi chia 18. Rồi tiếp tục thầy ghi chậm lại, đây là pi chia 2 trừ đi 5 pi chia 18 đó là 2 pi chia 9. Rồi đây là sin. Bước này thầy chỉ có tách số chứ không có làm gì cả. Đây là 7 là sin của pi chia 2 trừ đi pi chia 9. Em hiểu chưa? Và tới đây thì làm tắt cho nhanh này. Tới đây là cos pi chia 9 thì ghi lại đầu. Cos pi chia 9. Đây là cos 2 pi chia 9. Đây là cos 4 pi chia 9. Bằng 1 phần 2 giữ nguyên. Muốn mà dùng công thức nhân đôi tách thì ta phải có cái tương ứng với sin. Như vậy thì nhân từ là mẫu với sin pi chia 9. Xin bi chia 9
Đây, nhân này là 1 phần 2 sin 2pi chia 9. Đây là 1 phần 2, 1 phần 2 thì ghi lại 1 phần 4 luôn đi. Còn sin cái này nhân cốt cái này là 1 phần 2 sin 4pi chia 9. Rồi các em có hiểu chưa? Rồi tiếp tục. 1 phần 2 nhân với 1 phần 4 là 1 phần 8. Và sin pi chia 9 thì giữ nguyên. Cái này nhân cái này bằng 1 phần 2 sin 8 pi chia 9. Cuối cùng ta tính ra kết quả đây là 1 phần 16. Đây là 1 chia đây sin pi chia 9. 8 pi chia 9 ta tách ra là pi trừ đi pi chia 9. Kết quả các em đây là 1 phần 16 này. Đây là 1 chia sin pi chia 9. Cung này là cung bù, như vậy kết quả cũng là sin pi chia 9. Bài toán này kết quả là 1 phần 16. Rồi ta qua bài số cuối cùng, câu số 11. L bằng cốt pi chia 15, rồi cốt 2pi chia 15, rồi tiếp tục cốt 3pi chia 15 nhân với cốt 4pi chia 15, 5pi chia 15 nhân với cốt 6pi chia 15, rồi cốt 7pi chia 15. Rồi các em xem bài toán này, cái vấn đề khó ở chỗ nào? Từ 1 đến 7, như vậy đây là 7 hàm cốt nhân với nhau. Nhưng mà em thấy đây là một cái đống lộn xộn, bởi vì nó số đứng sau không gấp đôi số đứng trước. Tức là biểu thức bên trong hàm giác sau không gấp đôi đứng trước. Bây giờ các em xem ta gom cái nào vô. Chỗ này các em là cái này. Cốt 5pi chia 15, thực ra là đơn giản đây là cốt pi chia 3. Rồi dừng hay dừng lại chỗ này. Bây giờ những cái biểu thức nào nó có dạng là gấp đôi nhau thì cho nó xếp gần nhau. Cốt pi chia 15 thì giữ nguyên. Cốt 2pi chia 15 nó gấp đôi giữ nguyên, cho nó đứng gần nhau. Cốt 4pi chia 15 cho nó giống được. Nó gấp đôi cho đứng gần gần cái thằng này, cốt 2pi. Cốt 2pi. Rồi tiếp tục. Như vậy ta xong là khi xử lý cái này cốt 4. Đây cốt 3 với cốt 6 thì cho đứng gần nhau. Cốt 3pi chia 15 cho đứng gần với cốt 6pi chia 15. Rồi các em hiểu chưa? Như vậy xử lý xong cái 3 với cái 6. Như vậy còn lại là cốt 7pi chia 15. Cái số 7 nó lẻ, em bây giờ thấy xử lý như thế nào? Ở đây nó sẵn hàm cốt rồi thì thầy không có đưa về hàm sin nữa, không dùng cung phụ nữa. Mà các em xem cái 7pi chia 15 đó. Cốt 7pi chia 15 thì là bằng pi trừ đi 8pi chia 15 đó. Các em hiểu chưa? Thành ra cái chỗ này đó là trừ cốt 8pi chia 15, gom cái 3 lên chỗ này thành bộ này. Chỗ này là trừ, đây để chú trừ ra ngoài là trừ cốt pi chia 3 là 1 phần 2. Đây ghi lại chỗ này là cốt pi chia 15, cốt 2pi chia 15, rồi cốt 4pi chia 15, cốt của 8pi chia 15. Thầy nhắc lại nó giúp trừ thì đẩy ra ngoài rồi. Cốt 3pi chia 15 nhân với cốt. Vâng, người ta giải quyết từng vấn đề một. Mà từ đây thì các em để ý, đây ta có thể rút gọn được.
3 pi chia 15 thì bằng pi chia 5. 6 pi chia 15 thì bằng là 2 pi chia 5. Như vậy đây là một bộ nhé, đây là một bộ này. Bốn cái này là một bộ. Rồi ta hiểu chưa? Và bây giờ tiếp tục là ta xử lý cái bộ này trừ 1/2 giữ nguyên. Ta nhân tử và mẫu với sin pi chia 15. Thì chỗ này là sin pi chia 15 này. Nhân với cos 2 pi, nhân với cos pi chia 15. 2 pi chia 15 nhân với cos là 4 pi chia 15. Nhân với đây là cos 8 pi chia 15. Đây là cái bộ này giữ nguyên. Cần thiết thì để trong ngoặc cũng được. Đó. Rồi cái bộ tiếp theo thì nhân tử là mẫu với 1/ sin pi chia 5. Thì ta có đây là sin pi chia 5 nhân với cos pi chia 5. Cos 2 pi chia 5. Rồi xong chỗ này. Bây giờ ta phải rút gọn cái đống này không? Phải ghi lại là trừ 1/2 nhân với 1/ sin pi chia 5. Sin nhân với cos này là 1/2 sin 2 pi chia 5. Và cái chỗ này là 1/ sin pi chia 5. Cái này là 1/2 nhân với sin 2 pi chia 5 nhân với cos 2 pi chia 5. Rồi chỗ này thì xử lý đây là 1/2, đây là trừ 1/4. Sin lên với cos chỗ này là 1/2 sin 4 pi chia 5. Đây là cos 4 pi chia 5. Đây là cos 8 pi chia 5. Đây là 1/ sin pi chia 5. Sin thế này thì cos này 1/2 thế là 1/4 sin 4 pi chia 5. Rồi bây giờ ta xử lý cái biểu thức cho đống này. Đây là trừ 1/4 nhân với 1/ sin pi chia 5. Sin 4 nhân với cos 4 là 1/2, vậy đây là 1/4 đấy. 1/4 sin 8 pi chia 5. Đây là cos 8 pi chia 5. Bây giờ các em xem biểu thức tiếp theo này. Đây là 1/ sin pi chia 5. 4 pi chia 5 á thì ta tách ra là pi trừ pi chia 5. Chỗ này là 15 chứ thầy thì ghi thiếu này, 15. Pi chia 15, 15. 10, 15, đây 15. Rồi. Người ta rút gọn đi. Đây là 1/4 với 1/4 là 1/16. 1/16 nhân với 4 là trừ, đây là 64 trừ 1/64. 1/ sin pi chia 15. Sin cái này nhân cos cái này là 1/2 nhân với sin 16 pi chia 15. Đây là 1/ sin pi chia 5. Chỗ này là sin pi chia 5. Ta đơn giản đi là còn số 1. Như vậy còn lại là 1 trừ 1/64. Đây là 1/ sin pi chia 15. Sin 16 pi chia 15 ta tách là sin của pi cộng với pi chia 15. Vì nó to hơn pi, 16/15 là lớn hơn 1. Trừ 1/ thì chỗ này thiếu phần thứ hai, đây là 128, đây là 128. Nhân số 2 để ra ngoài. Trừ 1/128. Đây là 1/ sin pi chia 15. Cung này là cung hơn kém nhau pi, thành ra kết quả chỗ này là trừ sin pi chia 15. Kết quả là 1/ là 128. Như vậy thì tiếp này là kem dập lại
chủ yếu là tập trung về cái dạng tính giá trị biểu thức lượng giá bằng dùng cách sử dụng công thức nhân đôi. Mấy bài đầu nó dễ, mấy bài sau thì nó hơi khó một chút, nhưng mà em nhìn kỹ lại bản chất cái dạng bài tập này nó không có nỗi là ghê gớm lắm, ta cũng có thể giải quyết được.